đoàn Wagner tham chiến, chặn đứng cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk. Nga đánh dồn dập, hơn nghìn lính Ukraine thiệt mạng. Ông Medvedev tuyên bố nóng, chuẩn bị đánh lớn vào Kiev. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga đánh dồn dập hơn nghìn lính Ukraine thiệt mạng. Theo pháp luật, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng, lực lượng Nga ngày 8 tháng 8 phá hủy chiếc xe bọc thép chở quân Spartan đầu tiên trên chiến trường Ukraine. Spartan là xe bọc thép do Anh sản xuất. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tấn công vào lực lượng và thiết bị quân sự của Ukraine tại 164 khu vực trong 24 giờ qua. Theo đó, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã tấn công quân đội Ukraine ở tỉnh Krus và các tỉnh Sumy và Kharkiv. Các cuộc tấn công của nhóm tác chiến phía Bắc khiến Ukraine tổn thất 415 binh sĩ, 4 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 14 xe bọc thép chở quân, 12 xe bán tải cùng nhiều lựu pháo. Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga cải thiện vị trí chiến thuật và gây ra hơn 460 thương vong cho quân đội Ukraine trong các khu vực mà nhóm này kiểm soát ở Kharkiv, Lugansk và Donetsk. Trong ngày, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã tấn công 6 lữ đoàn Ukraina và gây ra khoảng 660 thương vong cho đối phương. Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga cũng phá hủy một xe bọc thép chở quân Spartan, 8 xe cơ giới và nhiều hệ thống pháo. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraina đã mất 105 binh sĩ trong ngày qua do hành động của nhóm tác chiến phía Đông của Nga. Tương tự, nhóm tác chiến donetsk nhép của Nga ngày 8 tháng 8, tấn công 3 lữ đoàn quân đội Ukraine và gây ra khoảng 110 thương vong cho đối phương. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29, 12 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 80 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua. Phía Nga cũng báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine vào tỉnh Begorov. Theo tỉnh trưởng Begorov, Vyacheslav Glakov, quân đội Ukraine đã pháo kích vào Begorod 32 lần, bằng hơn 150 quả đạn trong ngày qua. Trực thăng cá sấu K-52 Nga phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố đoạn video cho thấy, trực thăng K-52 của không quân nước này đã tấn công và phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk các phi hành đoàn trực thăng K-52 đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine và các thiết bị quân sự ở vùng Kursk. Cuộc không kích được thực hiện bằng tên lửa không điều khiển S-8 và tên lửa dẫn đường nhằm vào các mục tiêu được chỉ định, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo bộ này, sau khi phóng tên lửa, trực thăng Nga đã tiến hành giải phóng bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ. Được biết, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kursk nhưng đã bị lực lượng Nga ngăn chặn. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 26 máy bay không người lái của Ukraine và một số tên lửa trên khu vực này. Tướng Valery Gryasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga cho biết, cuộc tấn công của Ukraine có sự tham gia của tới 1.000 binh sĩ, ít nhất 100 người trong số đó đã thiệt mạng. Ngoài ra, 54 thiết bị quân sự đã bị phá hủy, trong đó có 7 xe tăng. Ukraine xuất kích, phi đội Su-25 đan bẫy lửa ở Krusk. Việt Nam Net dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết rằng các phi đội Su-25 gần đây đã thực hiện nhiều vụ không kích bằng tên lửa không dẫn đường nhằm vào nhân lực và khí tài quân sự Ukraine tham gia nhiệm vụ xâm nhập tỉnh Kursk. Các máy bay Su-25 của chúng tôi đã tấn công khí tài và nhân lực đối phương ở tỉnh biên giới Kursk bằng tên lửa không dẫn đường. Theo các báo cáo sơ bộ, nhiều mục tiêu quân sự Ukraine đã bị phá hủy. Sau khi thực hiện đòn không kích, các kíp lái máy bay Su-25 đã thực hiện biện pháp chống tên lửa phòng không đối phương bằng bẫy nhiệt, thông cáo viết. Trong đoạn video được quân Nga công bố, có thể thấy các cường kích Su-25 bay theo cặp đã nã nhiều tên lửa không dẫn đường nhằm vào những khu vực rừng cây nghi có binh sĩ Ukraine ẩn nấp. Toàn bộ cuộc không kích được máy bay không người lái UAV trinh sát Nga hoạt động gần đó ghi lại. Lữ đoàn Wagner tham chiến chặn đứng cuộc tấn công của Ukraine ở Krusk. Các binh sĩ từ công ty quân sự tư nhân Wagner đã đến vùng Kruz và tham gia trận chiến chống lại lực lượng vũ trang Ukraine gần thị trấn Suza. Các tiểu đoàn của quân đoàn tình nguyện thuộc Bộ Quốc phòng Nga cũng bắt đầu tham chiến. Tuy nhiên, hiện không rõ số lượng cụ thể binh sĩ đang tham chiến tại vùng Kruzk. Trong thông báo mới nhất, phóng viên quân sự Yago Guzenko khẳng định các binh sĩ của Wagner đã tham chiến chống lại AFU trong khu vực. Những binh sĩ này mô tả sự xuất hiện của mình trong khu vực bằng cụm từ đang tới vũ hội. UAV Nga chọc mù xe bọc thép Ukraine Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh UAV tự sát lan xét phá hủy xe bọc thép của quân đội Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk của Nga như trong game bắn vịt. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại UAV tự sát lảng vàng lan xét, phá hủy hàng loạt xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine đang đột nhập vào khu vực biên giới Kruz của Nga. Trong đoạn video được các UAV chính xác ghi lại cho thấy, những UAV tự sát lan xét đã tấn công chính xác như thế nào vào xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine như Bradley do Mỹ sản xuất, Cossack do Ukraine sản xuất, Marder của Đức. Hiện tại, quân đội Nga đã cố gắng ổn định mặt trận trên hướng Kruz Tuy nhiên, tình hình vẫn tiếp tục khá căng thẳng ở khu vực biên giới Sujanki và Korenevsky. Tại một số khu làng giáp biên giới, việc sơ tán dân cư của Nga vẫn tiếp tục. Theo một số thông tin, quân Nga đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của quân Ukraine đột nhập vào lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Ukraine trên đoạn đường cao tốc Rilich-Suza gần làng Korenevo. Đội hình thập sâu Ukraine bị tổn thất nặng, và buộc phải rút lui về vị trí ban đầu. Các hoạt động giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở tuyến Lopnia, Nikoski, Vikotoroka, Kruklenkoye. Ông Medvedev tuyên bố nóng, chuẩn bị đánh lớn vào Kiev. Theo RT, trong ngày 8 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow cần mở rộng quy mô của chiến dịch quân sự đặc biệt ra bên ngoài lãnh thổ. Vụ tấn công của Ukraine tại vùng Khrushchev là hành động khủng bố. Chúng ta cần rút ra bài học nghiêm túc từ những gì đã xảy ra. Kể từ thời điểm này, hoạt động quân sự đặc biệt phải được tiến hành bên ngoài lãnh thổ Nga. Chúng ta có thể và nên tiến sâu hơn vào Ukraine, hướng tới Odessa, Kharkiv, Ternyev, Probechov, Mykolaiv, hướng tới Kiev và xa hơn nữa, ông Medvedev nói. Cũng theo ông Medvedev, để có thể thiết lập được một vùng đệm an toàn, quân đội Nga cần trở lại Kiev trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Trong thời gian qua, quân đội Nga đã có nhiều bước tiến ở tiền tuyến miền Đông. Tuy vậy, phía Ukraine đã bất ngờ tổ chức một cuộc tập kích xuyên biên giới ở vùng Kursk vào ngày 6 tháng 8. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã ngăn chặn thành công của đột kích và khiến đối thủ tổn thất hơn 300 binh lính và nhiều xe bọc thép. Lực lượng đặc biệt Akhmat đã đến vùng Kursk. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akmat của Chechnya, thiếu tướng Abdi Alaudinov thông báo các đơn vị chiến đấu của đơn vị đã đến vùng Kursk. từng chút một, chúng tôi đã ở đây chiến đấu. Chúng tôi sẽ làm công việc của mình vì lợi ích của liên bang. Không có gì nghiêm trọng xảy ra, tướng Abdi Alaudinov nhấn mạnh và tuyên bố Afu sẽ bị đẩy lùi khỏi các vị trí đã xâm nhập với thiệt hại nặng nề. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akmat dự đoán vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Tướng Alaudinov Al khuyên binh sĩ AFU nên đầu hàng, gửi lời chào đến họ và tuyên bố rằng những ngày này sẽ là những ngày cuối cùng của các nhóm chiến đấu Ukraine. Hiện tại, thông tin về quy mô lực lượng tham chiến của Akhmat tại Kursk vẫn được giữ bí mật. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tình hình khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội đang ngăn chặn nỗ lực của AFU tiến sâu hơn vào khu vực Kursk và ngăn chặn lực lượng tiếp viện vượt biên giới. Theo đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở hai quận Suzansky và Korenevsky. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kursk, thiệt hại của kẻ thù lên tới 660 quân nhân và 82 xe bọc thép, trong đó có 8 xe tăng, 12 xe bọc thép chở quân, 6 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe chiến đấu bọc thép và một cứu kéo mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Vùng Kursk của Nga đã bị AFU tổ chức đột kích từ sáng ngày 6 tháng 8. Thị trấn biên giới xuất ra bị pháo kích nặng nề sau đó bị lực lượng AFU vượt biên giới chiếm giữ. Ukraine công bố mục đích mở chiến dịch nhằm vào vùng Kursk. Trả lời tờ Stranawa, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak tuyên bố cuộc tấn công của AFU vào khu vực Kursk sẽ có tác động tích cực đến các cuộc đàm phán hòa bình. Tiềm năng giữa Ukraine và Nga sẽ củng cố vị thế của Kiev trên bàn đàm phán. Theo ông, mục đích của cuộc tấn công là nhằm đe dọa người dân trong khu vực, và thể hiện quyết tâm của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Trước đây, quân đội Nga từng ngăn chặn AFU tấn công khu vực Kursk. Các hoạt động tích cực của lực lượng biên phòng cũng như lực lượng dự bị tiếp cận biên giới đã giúp ngăn chặn bước tiến của AFU. Theo nguồn tin từ AFU, hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đã bắt đầu tấn công khu vực Kursk với mục đích chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Sudzhansky. Ukraine tập kích Lipet bằng UAV tự sát Dạng sáng ngày 9 tháng 8, AFU đã tổ chức một cuộc tấn công lớn vào Lipet. Thống đốc vùng Lipet, Igor Atamonov cho biết thành phố đã bị tấn công bởi máy bay không người lái UAV. Trước đó, nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái đã được công bố ở Lipet. Người dân được khuyến khích ở một nơi an toàn cho đến khi đợt tấn công qua đi. Một trong những UAV của Ukraine bị bắn rơi ở vùng Lipet đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng năng lượng. Hậu quả của sự cố là nguồn điện bị gián đoạn. Công tác khắc phục đang được thực hiện. Cùng với đó, nhiều khối chất nổ đã được phát hiện trong khu vực và lực lượng chức năng đang xử lý chúng. Cùng với đó, người dân Lipet đã bắt đầu nhận được những cuộc gọi giả yêu cầu rời khỏi thành phố khi cuộc tấn công diễn ra. Chính quyền địa phương cho rằng Ukraine đứng sau việc này. Giữa cuộc tấn công vào Lipet, các tin nhắn bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội và tin nhắn tức thời kêu gọi người dân địa phương rời khỏi thành phố. Ông Atamonov cho biết, các tin nhắn là giả mạo và kêu gọi người dân đừng hoảng sợ những tin nhắn như vậy được kẻ thù gửi đi nhằm gieo rắc sự hoảng loạn và tạo ra tình thế nguy hiểm ông atamonov đề nghị người dân giữ an toàn và tuân theo các quy định xử lý tình huống khẩn cấp ở vùng lipet để đảm bảo an toàn cho người dân chính quyền địa phương đã cho sơ tán một số khu định cư hiện tại việc chuẩn bị các trung tâm lưu trú và phương tiện di chuyển tạm thời cho người dân đang được thực hiện ngoài khu vực lipet ukraine còn cố gắng tấn công nhiều khu vực trên lãnh thổ nga trong đó có khu vực bryan Hiện chưa ghi nhận thiệt hại và thương vong trong các vụ tập kích. Huy động hơn 2.000 quân, Ukraine tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Theo The ít nhất hơn 2.000 quân và rất nhiều binh sĩ đang được Kiev huy động sang vùng Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh vẫn đang diễn ra, cho biết các lực lượng phòng thủ Nga vẫn đang giữ phòng tuyến. Trong khi đó, một số nguồn tin nói mũi tiến công chủ lực của Ukraine đã tiến sâu 32 km. Kiev cũng đang gấp rút xây dựng mạng lưới hậu cần để tiếp tục đưa thêm binh sĩ cùng vũ khí ra trận. Cả hai bên được cho có nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài, trong khi Nga đã huy động lực lượng dự bị, lực lượng Cheya cùng lực lượng có nòng cốt là cựu binh Werner tới Kursk nhằm chặn cuộc tấn công. Ukraine được cho đã huy động các lực lượng chính quy cùng với các lực lượng người Nga và Georgia, thân Ukraine. Theo TASS, ngày 8 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã chặn được đà tiến của đối thủ, đồng thời vẫn đang đẩy lùi các đơn vị Ukraine ở vùng Kursk. Các máy bay ném bom Su-34 của không quân Nga đang tấn công chính xác các đơn vị Ukraine tại hai quận Suza và Korenevo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Zarosimov tuyên bố rằng, Lực lượng Ukraine đã tổn thất 300 quân và 54 xe bọc thép trong vòng 48 giờ qua. Chính phủ Nga cũng đã sơ tán hàng nghìn người dân khỏi vùng Kursk. Cũng theo TASS, phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết Nga sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 8 để thảo luận về các tội ác do chính quyền Kiev gây ra. Trợ lý Tổng thống Zelensky hé lộ mục tiêu của cuộc đột kích xuyên biên giới theo đài RT, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mikhail Polodiak, tiết lộ mục tiêu của Kiev bao gồm gây áp lực tâm lý cho người Nga nhằm làm suy giảm sự ủng hộ đối với chính phủ của họ. Các quan chức Nga mô tả cuộc tấn công của Ukraine mang tính chất khủng bố, trích dẫn các cuộc tấn công có chủ đích rõ ràng vào các mục tiêu quân sự. Một máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine đã tấn công một xe cứu thương ở khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8, khiến tài xế và một nhân viên y tế thiệt mạng và một bác sĩ bị thương. Thống đốc Andrei Miesnov cho biết, ông Polodiak tuyên bố rằng mục tiêu cuối cùng của Kiev là khủng bố người Nga nhằm đảm bảo vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Bản thân Tổng thống Zelensky cũng đưa ra những nhận xét tương tự trong một tuyên bố trực tuyến ngày 8 tháng 8. Càng gây áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn, đó là nền hòa bình công bằng thông qua vũ lực công bằng, ông Zelensky phát biểu, đồng thời gửi lời cảm ơn quân đội Ukraine vì những hành động của họ. Ông Zelensky tuyên bố rằng một kết thúc công bằng cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được thông qua công thức hòa bình riêng của ông, bao gồm Kiev khẳng định quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng đất mà họ tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, cũng như bồi thường chiến tranh và một tòa án dành riêng cho các quan chức cấp cao của Nga. Moscow đã bác bỏ ý tưởng này vì cho rằng nó rời xa thực tế và không đáng để xem xét. Thúc đẩy đàm phán khẩn cấp Israel-Hamas, giải Gaza sắp thoát thảm kịch Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar hôm thứ năm đã kêu gọi Israel và Hamas gặp mặt để đàm phán vào ngày 15 tháng 8 nhằm hoàn tất lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin. Trong một tuyên bố chung giữa các nước cho biết một thỏa thuận khung hiện đang được đưa ra thảo luận, không còn thời gian để lãng phí hay lý do nào để trì hoãn thêm nữa. Từ bất kỳ bên nào đã đến lúc thả các con tin, bắt đầu ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel sẽ cử các nhà đàm phán tham gia cuộc họp vào ngày 15 tháng 8 nhằm hoàn thiện các chi tiết và triển khai thỏa thuận khung tuy nhiên phía hamas chưa phản hồi về kêu gọi của ba quốc gia trung gian đàm phán trên tuyên bố này được đưa ra như một phần trong nỗ lực của ba nhà lãnh đạo nhằm khởi động các cuộc đàm phán trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực liên quan đến iran sau vụ sát hại các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh hamas và hezbollah theo thống kê của israel cuộc chiến ở gaza nổ ra sau cuộc tấn công của hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin tại Gaza. Còn theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 39 người, 699 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, không phân biệt giữa chiến binh và thường dân. Mỹ tiếp tế loạt tiêm kích F-22 cho Israel theo Sputnik, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Sencom ngày 8 tháng 8 cho biết các máy bay F-22 Raptor đã đến trung tâm để chống lại các mối đe dọa từ Iran và các đồng minh mà nước này hậu thuẫn trên nền tảng X. Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ Sencom tuyên bố sự kiện này là một phần của những thay đổi về lực lượng trong khu vực nhằm giảm thiểu nguy cơ leo thang. Song, không nêu rõ số lượng hoặc vị trí chính xác của những chiếc F-22. Trước đó, hôm 5 tháng 8, khoảng 10 chiếc chiến đấu cơ FA-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm hỗ trợ bảo vệ người Israel khỏi những cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như bảo vệ quân đội Mỹ. Được biết, hoạt động triển khai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ trên đất liền dự kiến chỉ là tạm thời, vì một phi đội gồm khoảng 10 tiêm kích tàng hình F-22 của không quân Mỹ đang trên đường từ căn cứ quân sự Alaska đến Trung Đông. Cùng ngày, thủ lĩnh phong trào Houthi ở Yemen Abu Malik Ahuti khẳng định các hành động trả đũa Israel là điều không thể tránh khỏi. Theo thủ lĩnh Houthi, việc sử dụng lực lượng này cùng với các đồng minh trong khu vực nhằm trì hoãn hành động trả đũa trong những động thái mới nhất của Israel hoàn toàn là một quyết định chiến thuật nhằm đảm bảo tác động đáng kể trong bối cảnh đối phương có sự chuẩn bị. Ông Donald Trump chốt ngày đối đầu trực diện với bà Kamala Harris. Theo Reuters, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9 trên đài ABC News, thiết lập cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai đối thủ sau khi tổng thống Joe Biden rút tranh cử. Phát biểu họp báo tại tư dinh ở Palm Beach, bang Florida, cựu tổng thống Trump bày tỏ mong muốn có thêm các cuộc tranh luận vào ngày mùng 4 tháng 9 trên kênh truyền hình Fox News và ngày 25 tháng 9 trên đài NBC News. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết các điều khoản cụ thể về các buổi tranh luận, chẳng hạn như liệu có khán giả hay không và liệu Đội ngũ vận hành tranh cử của ông có đưa ra đề xuất gì với phe của bà Harris hay không? Buổi họp báo là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ khi bà Harris chọn thống đốc Minnesota Tim Walz làm ứng cử viên phó tổng thống. Đội ngũ tranh cử của bà Harris không đưa ra bình luận về phát biểu mong muốn tổ chức thêm hai cuộc tranh luận của ông Trump trên X. Bà Harris cho biết bà đang mong chờ cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9. Phát biểu với các phóng viên sau chuyến vận động tranh cử ở Detroit, bà Harris cho biết mình sẵn sàng thảo luận về nhiều cuộc tranh luận hơn. Một cuộc thăm dò của iPod công bố ngày 8 tháng 8 cho biết bà Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump kể từ cuối tháng 7. Bà dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 42% cao hơn so với cuộc khảo sát của Reuters. iPod vào ngày 22-23 tháng 7 cho thấy bà dẫn trước ông Trump 37%. Chủ nhân giải Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus nắm quyền lãnh đạo Bangladesh Theo Reuters, tối ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương, ông Muhammad Yunus, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2006 đã nhậm chức người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh với hy vọng giúp hàn gắn đất nước đang bị dung chuyển bởi nhiều tuần bạo lực, buộc Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức và chạy trốn sang nước láng giềng Ấn Độ. Chế độ tàn bạo, độc tài đã biến mất. Ông Yunus phát biểu trên truyền hình toàn quốc sau khi nhậm chức, ngày mai với mặt trời mọc dân chủ công lý nhân quyền và quyền tự do ngôn luận không sợ hãi sẽ được tất cả mọi người bất kể đảng phái nào hưởng thụ đó là mục tiêu của chúng ta lễ tuyên thệ diễn ra dưới sự chủ trì của tổng thống mohamed sahibudin dưới dinh tổng thống banga haban sau khi được bổ nhiệm ông yunus đã cam kết thành lập một chính phủ đảm bảo an toàn cho người dân và kêu gọi họ hỗ trợ ông trong công cuộc tái thiết lập lại bangladesh được biết đến với cái tên ngân hàng của người nghèo ông yunus là người tiên phong của phong trào tín dụng vi mô toàn cầu Ngân hàng Gramen do ông sáng lập đã giành giải Nobel Hòa Bình năm 2006 vì đã giúp hàng triệu người dân thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng cách cung cấp các tài khoản vay nhỏ cho người nghèo ở nông thôn, những người quá nghèo để được các ngân hàng truyền thống quan tâm. Mỹ, EU bất bình với Israel vì thu hồi tư cách ngoại giao của phái viên Na Naui. Theo Vietnam Plus, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8 tháng 8 đã chỉ trích Israel vì vụ thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy tại chính quyền Palestine (PA), đồng thời đề cao vai trò quan trọng của Oslo ở Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đánh giá Na Uy có lịch sử lâu dài về việc đóng vai trò hiệu quả trong mối liên hệ giữa chính phủ Israel và chính phủ Palestine. Washington không cho rằng những biện pháp ngăn chặn Oslo đóng vai trò đó là đặc biệt hữu hình. Đồng quan điểm với phía Mỹ, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Joseph Borrell, cùng ngay ra tuyên bố phê phán quyết định không công bằng của phía Israel khi thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy bên cạnh PA. Trong tuyên bố, ông Borrell đánh giá động thái của Israel đi ngược lại tinh thần của các thỏa thuận Oslo và gây xáo trộn nghiêm trọng đến những mối quan hệ và hợp tác bình thường với PA. Quan chức EU nhấn mạnh, Na Uy đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông và hỗ trợ nhân dân Palestine. Trước đó, trong công hàm chính thức gửi đến Đại sứ quán Na Uy tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Israel cho biết không thừa nhận 8 nhà ngoại giao Na Uy làm việc tại các vùng lãnh thổ nói trên. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.